Thưa quý vị và các bạn, trồng cây trên diện tích đất nông nghiệp đã được quy hoạch làm khu công nghiệp dịch vụ, khu đất giãn dân, thậm chí trên những diện tích đã có thông báo thu hồi để chờ bồi thường, trục lợi chính sách của nhà nước. Thời gian qua đã diễn ra ở một số nơi, ảnh hưởng không tốt đến dư luận ở địa phương, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng sau này. Trong chuyên đề ngăn chặn trồng cây trục lợi chính sách hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ hơn về vấn đề này và cùng với đó là những khuyến cáo của ngành chức năng với chính quyền và người dân. Cách đây 2 tuần, 12 trên tổng số 41 hộ dân ở thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đem cây ra trồng trên diện tích hơn 7 hectare đất đã có quyết định thu hồi thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư và chợ La Tiến để mở rộng khu di tích lịch sử cây đa và đền La Tiến và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Việc làm này đã bị chính những người dân ở nơi đây phản đối. Ruộng lúa như thế này mà bây giờ vác cây đào trồng, thế thì hiệu quả cái gì? Trồng nước này chứ không ai mà không ai tôi chấp nhận được. Để xảy ra việc này, trong khi huyện và xã đang tiến hành kiểm đếm diện tích đất, một phần là do chính quyền địa phương chưa làm tốt khâu tuyên truyền, vận động và đặc biệt là ngăn chặn triệt để các hộ dân mang cây ra trồng. Bởi nếu ngăn chặn ngay từ đầu, đồng thời giải thích cho các hộ dân hiểu thì không có tình trạng trồng cây với mục đích trục lợi chính sách như thế này. Bởi đây là diện tích đất chưa được huyện cấp phép chuyển đổi lại đã có thông báo thu hồi. Tôi đã có rút kinh nghiệm thấy rằng là cái việc mà giữa hợp tác giữa cái ban quản lý dự án với lại xã về cái công tác họp dân và tuyên truyền trong cái công tác kiểm đếm thì nó chưa được chặt chẽ, cho nên nó dẫn đến cái việc nó xảy ra như vậy. Cũng có một số thành phần tức là lợi dụng cái việc trục lợi chính sách này để xúi dục các cái hộ để thực hiện cái việc này. Cách đây 2 tháng, tình trạng này cũng xảy ra tại xã Nhân La, huyện Kim Động, khi một hộ dân mang cây ăn quả dài ngày ra trồng trên diện tích đất nông nghiệp để chờ bồi thường. Huyện Kim Động sau đó cũng đã bước đầu ngăn chặn. Tình trạng này cũng manh nha xuất hiện trên diện tích đất công điền tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều địa phương đã nắm bắt được các chủ trương về quy hoạch khu cụm công nghiệp, đồng thời có các biện pháp quản lý chặt chẽ với quỹ đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng, nên đã thực hiện tốt kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi của người dân trong vùng quy hoạch, qua đó ngăn chặn tình trạng người dân trồng cây để trục lợi chính sách, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng sau này. Tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp và dịch vụ Lý Thường Kiệt, thì hơn 500 hectare đất nông nghiệp của các hộ dân nơi đây đều nằm trong khu công nghiệp. Từ năm 2018, khi nắm được chủ trương đó, xã đã tuyên truyền vận động người dân không trồng cây ăn quả dài ngày, kể cả trên diện tích đã được cấp phép chuyển đổi. Hướng dẫn người dân lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện để nắm bắt thông tin quy hoạch, cử cán bộ địa chính thường xuyên hàng ngày là đi kiểm tra đất đai trên địa bàn các thôn. Địa phương cũng đã cho các thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn là ký cam kết việc quản lý đất đai trên địa bàn từng thôn. Và hàng tuần, hàng tháng thì ủy ban dân đều tổ chức giao ban và để nghe tình hình công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Từ khi có thông báo, A thôn người ta họp là kể cả làm đường, kể cả cây cối là người ta không cho ai làm gì. Ai mà làm là người ta không có đền bù. Mua cây giống về rồng cũng tốn kém lắm, mà chưa được thu hoạch thì người ta đã thu hồi rồi. Nếu như không kịp thời ngăn chặn triệt để, tình trạng trồng cây trên diện tích đất nông nghiệp đã được quy hoạch làm khu công nghiệp dịch vụ, khu đấu giá đất giãn dân, thì sẽ tạo ra những tiền lệ không tốt trong công tác quản lý đất nông nghiệp tại cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn với ông Bùi Xuân Hậu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên, đơn vị tham mưu cho tỉnh trong việc đề ra các chính sách về quản lý đất đai trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Bùi Xuân Hậu, xin ông cho biết để hạn chế việc người dân trục lợi chính sách trồng cây chờ bồi thường gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, thu hút dự án thì trong thời gian qua, ngành Tài nguyên Môi trường đã có những giải pháp như thế nào? Sở Tài nguyên và Môi trường đã đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để công bố công khai những khu vực được phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển mục đích sử dụng đất. Ngay từ năm 2016 thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã
tham mưu Chủ tịch Ủy ban tỉnh ban hành chỉ thị số 02 về việc tăng cường cái công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thì cũng yêu cầu là cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển mục đích sử dụng đất thì phải theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Trong tháng 6 năm 2021, Ủy ban tỉnh đã ban hành công văn số 1170 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển mục đích sử dụng đất đối với lại các hộ sử dụng đất nông nghiệp tại các cái khu vực mà đã được quy hoạch là khu đô thị, khu công nghiệp và khu dịch vụ. Ông có khuyến cáo gì đối với các địa phương trong việc quản lý đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch sử dụng vào khu công nghiệp, dịch vụ? Theo quy định của luật đất đai thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với người sử dụng đất mà sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất. Vì vậy mà khuyến cáo đây thì cũng đề nghị chính quyền cấp cơ sở là cũng phải phát hiện sớm và ngăn chặn ngay từ đầu, lúc đầu tiên. Thứ hai thì cũng phải công bố khu vực mà người dân được phép chuyển đổi cơ cấu theo đúng cái quy hoạch kế hoạch sử dụng đất mà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Vâng, còn với những người dân đã làm hoặc đang có tư tưởng trục lợi chính sách trồng cây chờ bồi thường trên đất quy hoạch thì ông có lời khuyên nào dành cho họ? Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là quy định của luật đất đai thì đối với lại những trường hợp mà chuyển đổi trái phép hoặc là khi mà đã có quy hoạch kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phê duyệt mà tự ý chuyển đổi thì sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, lời khuyến cáo của tôi đưa ra là sẽ đề nghị là các hộ sẽ phải thực hiện đúng theo cái quy định của pháp luật. Còn tự ý chuyển đổi và có tư tưởng trục lợi thì sẽ không được bồi thường hỗ trợ đối với những phần diện tích mình đã sử dụng sai cái mục đích. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, quản lý tốt đất nông nghiệp trong vùng quy hoạch, tuyên truyền để người dân hiểu chính sách, kịp thời ngăn chặn những hộ cố tình vi phạm trồng cây ăn quả trên đất nông nghiệp, chính là tạo ra tiền đề để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án sau này, đồng thời tránh lãng phí cho người dân và tiền của nhà nước. Đến đây, chuyên đề ngăn chặn trồng cây trục lợi chính sách xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với các tin tức thời sự khác.